Duy Nguyễn xin chào đại gia đình mình nha. Thì hôm nay Duy Nguyễn test cái đờn guitar ta phím lõm. Cái này có giá là 5 triệu nha cả nhà. Đây, cái này là làm đặc biệt. Đây Duy nhuộm ngoài màu ha, tại cái quân gỗ nó rất là đẹp luôn. Nó nhuộm màu thì nó làm rất là cực, nhuộm tay. Chứ không phải là mình không sơn nha. Đó, rồi sẽ nhuộm xong đó là bên Duy mới phủ lên một cái lớp sơn bóng. Sơn bóng này. Đây. Rất là kỹ. Thì cái đàn này, cái thân đàn nó là gỗ ách Mỹ, nó thiết kế thế đóng chén sợi dây. Đó. Rồi mô pin của nó là dạng đũa à. Thì đũa thì thông thường nó cho ra tiếng nó mềm mại, cho nên mà nhấn nhá thì tiếng đàn nó sẽ sâu lắng hơn ha. Đấy. Rồi cần đàn đó là cần mây bồ, có thể chỉnh cần ha. Đây. Đó, cái đàn đẹp tuyệt vời luôn. Thì cái này có giá là 5 triệu. Quý anh em mình có nhu cầu thì liên hệ Duy Nguyễn qua số inbox cho Duy Nguyễn nha. Rồi, Duy Nguyễn mời cả nhà cùng tham khảo phần âm sắc. Thank you.